Đây là dàn xe của các thành viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chiếc Porsche có thể nói rất đẹp. Hello, Ngoài Đường Biên xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay họ tập luyện để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân vận động Gò Đậu của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Một trận đấu hứa hẹn cũng sẽ rất hấp dẫn, thú vị. Và sau chiến thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 18 của V-League thì không khí lạc quan đã đến với các học trò của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Bây giờ thì cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ di chuyển sang bên khu vực sân cỏ nhân tạo để khởi động cho buổi tập ngày hôm nay. Trước mắt mình là một số thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đang tập phục hồi. Đó là Công Thành và Sầm Ngọc Đức. Trung tâm của sân là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, huấn luyện viên Châu Chí Cường, huấn luyện viên Lương Trung Tuấn và Quang Trải. Đây là các trợ lý của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi ông về đảm trách đội bóng thay cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Trước đó thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có khoảng thời gian hơn một tháng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích mà đội bóng giành được ở thời điểm huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt là một trận hòa và ba thất bại. Anh Vũ Tiến Thành thì đang trao đổi khá sôi nổi với các trợ lý của mình. Ở nhà chắc là cũng không xa lạ gì với bộ đôi từng có thời gian thi đấu ở màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Dream Team trước đây. Đó là Lương Trung Tuấn và Quang Trải. Anh Quang Trải thì có thời gian làm công tác huấn luyện tại PVF. Nói là một khoảng thời gian thôi chứ cũng khá lâu. Còn huấn luyện viên Lương Trung Tuấn thì đang làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu trước khi mà được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đưa về để làm trợ lý ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như vậy là trường hợp của huấn luyện viên thủ môn anh Châu Chí Cường. 3 ngày nữa thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn gặp BKMX Bình Dương. Đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa Lý Nguyễn và Tô Văn Vũ, hai tiền vệ có thể nói là niềm cảm hứng cho lối chơi của cả hai đội, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được theo dõi một trận đấu hay, thú vị. Có thể nói là màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một tín hiệu rất vui với cá nhân của Bùi Tiến Dũng, và hy vọng rằng là trong tương lai tới đây Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục thể hiện thật tốt để sớm được quay trở lại với đội tuyển quốc gia. Việc có được một cơ ngơi, một đại bản doanh để chuyên tâm cho việc tập luyện là điều rất quan trọng với mọi đội bóng, không chỉ với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh
mà một đại diện khác của bóng đá Sài Gòn, đó là Sài Gòn FC với đại bản doanh tại Thành Long, thì cũng được xem là cơ sở quan trọng để đội bóng xây dựng hình ảnh cũng như là phát triển lực lượng về lâu về dài. Ngày hôm nay thì chúng ta đã gặp lại tiền đạo Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài như vậy là đã bình phục chấn thương và có thể quay trở lại tập luyện cùng với các đồng đội của mình rồi. Những tín hiệu lạc quan với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại rất rõ nét. Theo quan sát của Vladimir Pit thì ngày hôm nay các cầu thủ trước khi bước vào buổi tập và đã cùng với nhau vang Hồ Chí Minh City FC, và có thể nói là tinh thần của các thành viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tốt hơn rất nhiều. Hy vọng rằng ở những trận đấu tới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thi đấu tưng bừng để trước mắt là trụ lại sân chơi V-League 2023. Rồi sau đó sẽ là những kế hoạch về nhân sự để hướng tới mùa giải năm 2023 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Trước mặt mình là trợ lý huấn luyện viên Quang Trải. Các thủ môn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại, sự lựa chọn dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng được xem là vô cùng hợp lý. Những gì mà Bùi Tiến Dũng thể hiện ở trận đấu vừa qua, hy vọng rằng sẽ tiếp tục là động lực lớn để Bùi Tiến Dũng tiếp tục cố gắng ở những trận đấu tiếp theo để sớm quay trở lại đội tuyển Việt Nam. Sau những phần trao đổi của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành với các trợ lý thì lúc này ở trong buổi tập, các trợ lý Lương Trung Tuấn, Nguyễn Quang Trải cũng như là Châu Chí Cường trực tiếp làm việc với các cầu thủ, trong khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang quan sát từ phía xa. Trong khuôn viên của sân vận động quận 7 thì người dân có thể tự do ra vào để đi tập thể dục. Chúng ta cũng có thể thấy hiện tại thì ở khu vực mà đã lót sẵn đá dăm này cũng sẽ là nơi xây dựng khán đài để người hâm mộ có thể đến để theo dõi các buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trong tương lai nếu như là đội tuyển Việt Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện thì lựa chọn sân quận 7 là một sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa thể xác định được là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không, hay là sẽ tiếp tục được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng vì vậy mà người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những thông tin tiếp theo đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cảm giác đứng ở phía trên và quay xuống buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là rất là tuyệt ạ. Nhìn cái hình ảnh nó cũng khác hơn rất là nhiều. Hiện tại là mình đang đứng ở khu vực dành cho truyền hình. Họ có thể đặt máy ở phía trên cao này để
quay xuống phía dưới buổi tập, nhìn hình ảnh nó sẽ đặc biệt, nó rất là thú vị, nó hay hơn rất là nhiều. Cả nhà vừa xem xong buổi tập của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và đừng biết rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi thông tin ngày hôm nay. Có thể nói những cái điểm nhấn đáng chú ý đó là sự trở lại của tiền đạo Hồ Tấn Tài sau một khoảng thời gian bị chấn thương. Và ngoài ra thì tinh thần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ở thời điểm này là rất tốt để sẵn sàng cho cuộc đối đầu trên sân Gò Đậu vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 10 tới đây. Hy vọng các cổ động viên của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến sân Gò Đậu để tiếp lửa cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này. Còn bây giờ thì Ngoài Đường Pitch xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cool đổi quà cực cool, săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ, sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu cool, thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình cool, may mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ, tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu cool nhiều ngăn tiện lợi, tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu cool, săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui, săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml, thu thập được 6 thẻ cool tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật, thu thập được 12 thẻ cool tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool, tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu cool, may mắn sẽ được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool ngay thôi các bạn ơi.